Hello, welcome to my channel. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chơi 12 game và bây giờ mình sẽ chơi. Tiếp theo sẽ là trò John's Question Internet. Trò tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò tôm gôn răng. Mẹ con làm gối sao? Ra chả thấy gối đâu cả nhà. Đâu? Không thấy gối đâu cả nhà. Và bây giờ sẽ là trò Super Duly. Ủa, tươi chưa? Mà phát chút luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi trò JT Sniper.
bên nào muốn bán game không? Oh my god, quá nhanh và nguy hiểm. Yeah, chỉ có một tên này thôi. Ha, bắn ta. Rồi, tiếp theo sẽ là chuột xa chở quả. Còn cái tên bông xì nữa. Yeah. Wow. Và trò chơi nữa tiếp theo mình chơi sẽ là trò talking tôm. Nhận được một món ăn, vậy mình sẽ cho ăn dưa hấu nha. Và game tiếp theo sẽ là trò KickTheBuddy. Tiếp theo thì sẽ là trò Garfield. Thank you.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang trò Prison Break. Tiếp theo sẽ là trò Get the Gun. Gặp được nhau luôn ấy. Wow, và trò cuối cùng sẽ là trò lắc bông. Không. Video của chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha. Bye bye.